Các bác nhìn này, một chiếc âm ly, họ thiết kế nó kín, nó dày đặc luôn ấy. Nó rất là mỏng. Chiếc âm ly này thiết kế để treo được trên tường thôi nhé, treo ở trên tường được. Cái chiếc âm ly này nó chỉ có, nó dày khoảng độ 8 đến 10 cm thôi. Đây. Dày đặc luôn. Nó nhìn này, dày đặc. Kín luôn, kín chi tiết luôn đấy. Để mà quay gần lại cho bác nhìn luôn cho nó tiện. Các bác nhìn chảy nước miếng chưa, đẹp xuất sắc cho các bác luôn ạ. Hai em này, một đôi loa đến từ đất nước Canada và một đôi loa đến từ thương hiệu của Anh Quốc, Made in England. Con này đánh, hai con này nghe đều phê. Con này các bác nghe, hai dòng này các bác đều nghe được các loại nhạc luôn. Đặc biệt là dòng này nghe nhạc đồng quê, bolero cổ điển trữ tình. Hết thuốc. Đây ạ, con chung nó nằm ngoài, con tép lồng nằm bên trong. Một con bát bầu dục 25. Lỗ thông hơi phía trước và lỗ thông hơi phía sau nữa này. Con này vỏ màu vàng, vân gỗ còn zin hết nhé, còn zin tất, zin vân gỗ hết. Gì cả tem của nó vẫn còn. Dòng này báo cáo các bác là nó chơi được hai cầu. Nó chơi được hai cầu bác nhé. Đấy. Này. Con dòng này là còn Q65.2. Công suất 175W một loa. Trở kháng 8 ohm. Hàng nặng to chiều cao cho nào. 1 này, 2, 3, 4. 4 gang mới lại thêm bao nhiêu năm. 90 phân chiều cao bác nhé. 90 cm chiều cao. Chiều ngang này nó tầm 23. Chiều sâu 30 cả cái căng. Sâu 30 cả cái căng. Mức giá 10.900.000. Các bác cứ tham khảo đi. Dòng này các bác rất là dễ ghép, cực kỳ dễ ghép âm ly bác nhá. Riêng dòng này rất dễ ghép âm ly luôn. Quá dễ luôn đấy. Nhiều âm ly đánh được dòng này, rất là dễ luôn. 10.900. Sau đấy con bên này là con Minager. Con này là cao 90 thì con này cao 85. Chiều ngang con này cũng tầm 21, chiều sâu con này cái căng cũng tầm 30, chiều cao 85. Con Minager này, dòng này đánh bát rất là uy lực, dòng này đến từ Canada, chưa lau dọn cho bác nhé. Này, lau đây nhánh luôn. Minager dập từ đây luôn, củ bọn này rất là to và nặng, thùng cũng nặng luôn. Lỗ thùng hơi phía trước, con này bác nào ở nhà chung cư nhé, nhà chung cư hoặc ở thành phố, diện tích hẹp đẩy con này vào tốt lắm. Thương hiệu Minager đấy. Thế bắt đầu gọi đợi em chút. Con Minager này có mức giá là 3.900.000. Minager Made in Canada luôn ạ. M39390IS. Hàng Canada thì khỏi phải chê rồi. Mức giá 3.900.000. Bác nào nhanh chân thì đến lượt. Đấy, chào các bác. Đấy, các bác thấy không? Họ thiết kế kín hết, kín mít mạch, không hở một chỗ nào. Hầu như là không hở. Em sẽ test cho bác về cuối nhá. Đây. Đây là một bộ, đây là bộ biến thế này. Biến thế của nó kín hết trong này. Con này thì nó có các giải điện này. Giải điện từ 110 này, 130, 220 và 240V. Giải điện có hết, có thể xoay chỉnh nút ở trong. Đấy. Đây. Hầu như là họ tận dụng, họ khép kín không còn để hở một chỗ nào luôn. Không còn hở. Còn đây là cổng cắm tín hiệu vào. Còn đây là cắm hai cầu loa. Con này cắm được hai đôi loa. Đấy, hai đôi loa. Ok chưa? Mời các bác em lật mặt dưới đây cho bác xem nhé. Mặt trên chứ. Đấy, đây là mặt trên của em nó. Mặt trên của em nó thì báo cáo các bác là thương hiệu của nó là Bear Master. Thương hiệu âm ly này rất là nổi tiếng. Âm ly nổi tiếng cũng như là dòng loa. Dòng loa Bear Master này rất là nổi tiếng. Con Bear Master này là model 2400 gạch ngang 2. Tất cả nó nút volume tăng giảm đều là cảm ứng hết. Tăng giảm đều cảm ứng, bass chest này đều là cảm ứng tất. Ba lăng, phono, tất cả đây đều cảm ứng. Đấy, còn đây là tần số để chọn tín hiệu vào. Con này các bác có thể chọn nhá. Nó có thể mở lên nhưng mà nó có thể mở bằng tay. Đấy, bass chest, ba lăng bác có thể chỉnh trên này.
Thì sau đây mà Tuấn sẽ cấp tín hiệu, cấp điện vào cho bác, sau đó thì các bác sẽ theo dõi em test con này. Đây. Rồi mà test chiếc âm ly Beo Master 2400 này ngang 2 cho bác nhé. Con này có mức giá là 5 triệu 900 nghìn. Tất cả các núm này, núm các bác nhìn nhá. Đây là em để ngoài trời nó sáng quá đấy. Nhưng các bác nhìn thì cái volume này nó sẽ không rõ đây. Các nhìn này, tăng giảm này. Tăng giảm thì nó sẽ điều chỉnh đây. Để giảm nó sẽ động về bên này đây. Là về giảm nhiều hơn. Tăng nó đang giảm rồi. Đấy. Thì đây đây là giảm hết cỡ. Bên tăng giảm hết cỡ này, bên tăng không có này. Bây giờ tăng đây. Thì nó lại chuyển màu sang nhé, các bác nhìn nhá. Đấy nó chuyển màu sang tăng này. Đây là tăng to hết cỡ thì bên này đã mở rồi. Ok, đấy là tăng giảm âm lượng và cảm ứng. Bát chét này các bác nhé, bát chét này. Thôi bác nào gọi đang gọi thông cảm, em đang test bài rồi nhé. Đây, còn bát chét này, bát chét là họ bác nhìn này, đây là cách cách trộn này, chét này, tăng giảm bác có thể tăng giảm trên này. Đây, đấy, tăng giảm đây nhé bác nhé, gióng lên, bát chét ở đây. Low lướt này, volume rồi low lướt đây, nó có chế độ low lướt này. Các bác nghe các chế độ đây. FM stereo low lướt có này. Rồi là FM thì nó có 3, có nghĩa là 1 2 3 4. Có FM mà FM 1, FM 2, FM 3, 4 nhé. Và FM 5 chỉnh ở đây. Là 5 đây. Đây là các chế độ FM này. FM bác chỉ ấn đây. Đấy. Đấy là chế độ các bác cài lưu mặc định ở trên này rồi. Ví dụ bác thích nghe FM1 thì bác bật, nghe 2 bác bật 2. Đấy tùy. Còn đây là nút nguồn tổng tổng này, bác chỉ sờ tay vào đây nó tắt luôn. Tất cả cảm ứng hết. Còn khi không thì các bác có thể treo nhé. Treo lên cái mặt này nó sẽ đậy lại. Nó đậy kín hết đây luôn bằng đây. Tất cả bằng nhôm, nhôm trắng hết. Chiếc âm ly này thì báo cáo bác là dòng này thì nó xếp vào dòng hiếm rồi. Hiếm luôn. Hàng này hàng hiếm rồi. Đây nút nguồn tổng. Đây là nút nguồn tổng này, bật tắt tại đây luôn. Sau đây mà Tuấn test cho các bác nhé, chức năng. Test tất cả các chức năng cho bác luôn này. Test trực tiếp đây nhá. Đây to nhỏ đây nhá. Giảm. Giảm đấy, giảm hết này, tăng này. Em Tuấn đang đánh với đôi loa Prodeo có công suất là 500W một đôi này. Một chiếc là 250W trở kháng 8 ohm. Hết chat này. Hết kéo hết chat này, hết chat luôn. Bát này. Hết bát này. Đấy. Lên chat này. Đây là cân loa về trái về phải. Bật lau lướt để lau lướt này. Lau lướt lên thì nó mạnh hơn. Cho nhẹ vừa. Tua đi một đoạn đi. Là cứ tổng khá rồi không? Đấy cảm ứng nhé. Khi các bác đậy cái nắp này vào, các bác vẫn có thể chỉnh được các chế độ này. FM1, 2, tùy, 3, tap, hay phono tùy các bác nhé. Đấy. To nhỏ đây. Bác tăng giảm thì nó sẽ tương thích báo với màu đậm ở trên này luôn. Khi các bác tăng giảm này thì cái màu màu đậm ở trên này này nó sẽ, ví dụ như là bác giảm thì nó sẽ đậm về bên này, tăng thì nó đậm về bên này. Kể cả ba lăng đấy, đây khi ba lăng, bác nhìn cái ba lăng này khi nó trộn đều này, nó hơi hơi sáng, bác nhìn này. Đấy khi ba lăng nó trộn đều bác nhìn thấy chưa? Cái điểm đậm nó tập trung về giữa. Đấy. Ghê chưa? Đấy. Nặng lắm. Rất là. À. Chỉ cần test vậy thôi. Cái đường kính ngang của con này nhé. Đường kính ngang của con Ambly này 1 này, 2, đường kính ngang con này 60 đến 60 cơ. Đấy, cảm ứng hết này, chạm tay này.
tắt nguồn này. Đấy, đây là tắt nguồn, bác nhìn tắt chưa? Đấy, bật này, lại bật cũng sờ vào đây luôn. À, bật không cần sờ vào đây, mà bật bác chỉ cần chọn chế độ này là nó nhảy, nó tự nhảy sang luôn. Đấy. Ok chưa? Con này là xếp vào dòng hiếm nhá, Bell Master 2400 2 5.9 triệu. Chào các bác. Tắt nguồn.